kiến thức tưới xin kính chào quý bà con chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh ashop.vn chuyên kênh của hệ thống tưới thì như quý bà con đã biết video vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho quý bà con là cách tính toán ống chính pvc cho hệ thống tưới lên dốc thì bây giờ cũng cái bài toán đó chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu đó và chúng ta sẽ tính toán cho bài toán là tưới xuống dốc để xem có cái điểm gì khác nhau Thì thưa quý bà con Ở đây là cái sơ đồ lọc xả ngược ha Từ máy bơm Đẩy qua bộ lọc trung tâm Và tới cái Vườn của chúng ta ha Thì cái vườn của chúng ta vẫn là cái dữ liệu Dữ liệu cũ Đó chính là chiều dài là 120m Có 20 hàng cây Và chiều rộng của nó là 60m Và có 10 hàng cây giả sử như ở đây là cây bưởi ha chúng ta sẽ tưới cho cây bưởi ví dụ như vậy thông thường thì cây bưởi là có khoảng cách trồng là 6 x 6 ví dụ vậy và độ trên cao thì từ đầu vườn đến cuối vườn chúng ta cũng sẽ vẫn lấy cái dữ liệu đó là độ canh trên cao 10 m có thể những vườn khác thì nó sẽ cao khác hơn ha bây giờ chúng ta sẽ đi ống chính là bao nhiêu và thả từ trên dốc xuống thì đi cùng một kích cỡ hay ống hay là giảm cấp tưới xuống dốc thì có cần lắp bù áp hay không à, những điểm cần lưu ý về van xả khí trong cái trường hợp tưới xuống dốc đây cái đường ống chính của chúng ta sẽ hoạch định là tuyến ở giữa như vậy ha và chúng ta sẽ xác định các cái điểm là điểm A, điểm B và điểm C thì AB có thể là A có thể trùng với B và BC là đoạn xuống dốc bây giờ cái tuyến chính BC này nó sẽ là ống 90 hay là ống 60 đây là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Cũng như các cái video trước thì bây giờ chúng ta quay lại với thông số bài toán. Máy bơm của chúng ta bây giờ là nằm bên phải ha, không phải là nằm bên trái như video trước. Và cái đoạn BC là xuống dốc như thế này. Chúng ta đánh các cái dấu vào là A, B và C. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là áp mong muốn tại vị trí cuối đường ống chính bao giờ cũng là mình sẽ chọn là khoảng 11 m. Như điểm C thì chúng ta sẽ chọn là 11 m với chiều dài ống chính là 120 m. Là có là đoạn BC xuống dốc này là 120 m ha. Còn đoạn AB thì có thể là bằng 0 hoặc là bằng 20, 30, 40, 50 m thì tùy. Lưu lượng chảy trong ống là 24 m khối trên giờ. Tức là từ máy bơm ra đi trên đoạn AB thì nó vẫn giữ là cái lưu lượng là 24 m khối trên giờ. Về cái giải thích tại sao ra 24 m khối trên giờ thì quý bà con cũng đã biết các video khác thì công nghệ tưới A shop cũng có nói cho quý bà con biết ha bây giờ đối với trường hợp tưới xuống dốc thì chúng ta sẽ xác định là độ đồ đồng đều là 100 phần trăm chứ chúng ta không giả thiết nữa mà chúng ta sẽ mặc định cho nó là 100 phần trăm 100 phần trăm có nghĩa rằng là tại điểm C áp lực duy trì của nó là 11 11 m và tại điểm B chúng ta cũng sẽ duy trì áp lực của nó là 11 m bây giờ tôi sẽ gắn các cái đường giống vào cho quý bà con cùng xem ha cái đường phía trên là đường bằng ngang có nghĩa là tại 11 m bây giờ chúng ta sẽ xác định là tổn thất áp lực từ B tới C trong trường hợp này là trừ 10 m thì có nghĩa rằng là nó bị âm đó nha quý bà con à, điều này hơi khó giải thích nhưng mà tôi để hai cái bồn ở đây thì quý bà con sẽ thấy rằng là tại điểm B áp lực máy bơm là 11 m thì tại điểm C áp lực máy bơm sẽ cao hơn là cộng thêm 10 m đó chính là 21m Đây chúng ta thấy rằng là với áp lực tại B Và tại C nó chênh lệch như vậy Thì chúng ta sẽ phải lợi dụng độ dốc Để chúng ta uh, tính toán cái uh, bếp tưới của chúng ta uh, Cho nó đẳng áp là 11m Và trong trường hợp này chúng ta không cần phải dùng tưới bù áp Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bảng tính toán Đó chính là hydrowit 2 ha. Chúng ta sẽ điền các cái thông số vào trong trường hợp này là tổn thất cột áp là 10 m. Lưu lượng vẫn là 24 m. và chiều dài đường ống là 120 m thì chúng ta tính ra ở đây là 59,6 mm. Đó là đường kính trong của đường ống. Và tại đây thì chúng ta sẽ chọn nó là chọn ống 60. Tức là đầu vườn chúng ta sẽ chọn ống 60. Ống 60 này sẽ phục vụ cho cả vườn. Và chúng ta sẽ dùng cái nối giảm từ ống 60 giảm xuống ống 49. Tại sao như vậy? Thì chúng ta giảm cấp như vậy là tại vì sau khi mà đi một đoạn thì nước nó sẽ mất đi một ít. Và cái việc mất đi thì cái lưu lượng này nó không còn lại là 24 khối nữa mà nó cứ giảm dần một đoạn như vậy nó giảm khoảng tầm 4 mét khối tương đương với lại là cứ một đoạn đi ra như vậy là chúng ta là mất một khối 2 ha thì bốn đoạn nó là khoảng tầm 4 khối 8 và chúng ta chia ra thì rõ ràng là chúng ta giảm cấp giảm cấp từ từ tới cuối cùng là đoạn cuối cùng gần C là ống 27 mm về cái điều này thì quý bà con cũng thấy rằng là các video khác là tôi cũng có nói đây chúng ta gắn cái van xả ở cuối đường ống ha và chúng ta cắt ra một đoạn như thế này để chúng ta chứa cái cảnh bây giờ chúng ta quay trở lại cái trạm trung tâm của chúng ta ha thì chỗ này chúng ta sẽ phải lưu ý là chúng ta gắn cái van xả khí vào tại sao lại gắn van xả khí ở đây chúng ta tưởng tượng rằng giống như ở trên bồn nước của chúng ta không có van xả khí đó thì cái nhà cao ba bốn tầng ở đây giả sử như nó là 10 mét nhưng mà có nhiều trường hợp nó cao hơn nha, tới 30 mét chẳng hạn. Thì các cái đường ống các cái đường ống nhánh á, nó đẩy nước ra các cái gốc cây như thế này. Thì nó sẽ làm cho cái đường ống của chúng ta bị rút nước ra khỏi ống và tạo thành cái siphon. Thì cái đoạn AB và cái đoạn dưới đó một một đoạn nếu như cái tranh lệch độ cao lớn thì ống nó sẽ bị top nếu như chúng ta không gắn cái van xả khí ở gần cái cái máy bơm và trong trường hợp này thì chúng ta phải gắn cái van sở khí là ở vị trí cao nhất nha quý bà con. Thì ở đây chúng ta chọn máy bơm có cột áp duy trì lưu lượng lớn tại cột áp là 11m. Có nghĩa rằng là máy bơm chúng ta có thể chọn là máy bơm có cột áp là 14m, 18m gì đấy. Tại vì cái này là trường hợp là tưới xuống dốc cho nên chúng ta chọn những cái máy bơm nó phù hợp với nó. Và về vấn đề này thì tôi sẽ uh, giới thiệu quý bà con ở một số video sau uh, để quý bà con được rõ hơn cái cách chúng ta chọn máy bơm ha còn bây giờ thì đến lúc chúng ta phải uh, chia tay và quý bà con thấy video hay xin đăng ký nhấn vào cái chuông để xem video mới nhất của chúng tôi hãy like và chia sẻ giúp cho kênh công nghệ tưới shop được phát triển hơn xin chào và hẹn gặp lại